băng bó cấp cứu đồng đội giữa đêm tối trong chiến đấu khắc nghiệt. Màn đêm dày đặc ở địa hình phức tạp, gió mạnh khiến việc này càng khó khăn hơn, ngay cả với những chiến đấu viên thuần thục nhất. Dù bị thương ở đâu, nếu không thao tác nhanh chóng, đúng kỹ thuật, thì việc mất máu, vết thương nhiễm khuẩn sẽ đem đến nhiều rủi ro. Nếu vết thương nặng được đội cứu chữa, còn vết thương nhẹ ta có thể tự băng bó và cứu chữa cho các đồng khác trong đơn vị bị thương nặng hơn mình. Cùng với kỹ chiến thuật chiến đấu, năm kỹ thuật băng bó vết thương là nội dung được các đơn vị đặc công thường xuyên huấn luyện, kiểm tra các cấp nhiều lần trong năm. Nội dung này giúp bộ đội chủ động khắc phục được các tình huống trên chiến trường, nâng cao khả năng sinh tồn và đưa thương binh về tuyến sau an toàn trong quá trình chiến đấu. Duy trì kiểm tra cũng như hội thi tổ chức hội thi hội thao của đơn vị để cho bộ đội nắm chắc được năm kỹ thuật băng bó vận chuyển thương binh để vận dụng vào trong huấn luyện cũng như là trong tình huống khi có tình huống chiến đấu xảy ra. Ngoài cái kỹ thuật năm kỹ thuật cấp cứu chuyển thương vào tuyến thì chúng tôi sẽ nâng cao cái khả năng tự cứu chữa cho bộ đặc công trong môi trường chiến đấu đặc biệt đặc thù như là rừng núi rồi biển đảo đặc công là lực lượng đặc biệt tác chiến trong môi trường đặc biệt không chỉ huấn luyện sức khỏe dẻo dai kỹ chiến thuật chiến đấu tốt lực lượng đặc công đặc biệt coi trọng huấn luyện kỹ năng sinh tồn và kỹ thuật cấp cứu chuyển thương hỏa tuyến là một trong những kỹ năng sinh tồn của bộ đội đặc công